Chưa bao giờ anh thấy thằng Chả lo lắng tới như vậy. Đừng có chủ quan, Chả rất là cáo già. Cứ yên tâm đi, anh bảo đảm 100%. Anh có đáng được thưởng hay không? Còn phải chờ xem đã. Alo, Anh hả? kinh dị lâu chưa? Bao giờ anh mới về với em? Anh bận việc nên về trễ chút. Em ăn trước với dì Thảo nha. Lúc nào cũng trễ một chút. Một chút. Bữa nay anh có một khách hàng quan trọng. Xong việc anh sẽ về ngay với em. Thôi, anh đi mà làm việc đi. Anh nhờ chú lái xe về chở em đi chơi. Không, em không thích có người đi chung. Ra ngoài nguy hiểm lắm, anh lo. Em đâu phải con nít đâu mà anh lo. Em không cần. Vậy ăn cháo đi con. Cháo gà áp nè. Ăn nóng cho nó ngon. Má đi làm đi. Hôm nay má nghỉ ở nhà với con để chăm sóc cho con. Từ rày má sẽ dành nhiều thời gian để lo cho con. Ăn cho nóng con. Má đã nói với thầy hiệu trưởng rồi, con có thể đi học lại. Một năm chẳng là cái gì hết. Bao lâu rồi má lại nói chuyện học hành với con? Má có nhớ con học lớp mấy không? Má nhớ. Mà thôi, hai má con mình nên ở bên nhau nhiều hơn. Con á, đừng có đi chơi nhiều, dễ bị bọn xấu nó dụ dỗ. Má, má hứa với con bao nhiêu lần rồi má nhớ không? 13 lần. 13 lần kể từ ngày ba con bỏ đi. Rốt cuộc đâu lại vô đó? Con không tin. Con không nghe thấy gì hết á. Rồi, anh lấy dòng mới nhất đi. Nữ chạy hết sảy, màu đen đẹp lắm. Ok, gắn biển số tạm chạy liền nha. Xong cho lính qua nhà tôi lấy tiền. Tôi sẽ kêu thằng đông kế toán của tôi liên lạc với anh liền. Trời, tiền bạc từ từ cũng được mà. Cảm ơn ông ha. À quên nữa, nhớ đưa chìa khóa cho vợ tôi nha. Dạ rồi, ok. Chào, bye bye. Cô có phải là hoa hậu Thu Minh không? Dạ phải. À, anh Bảy giao xe cho cô. Cảm ơn anh. Xíu rồi con về. Con đi nha. Nè, khoan đã. Thằng này nó mất dạy thiệt.
nó bỏ thuốc vô rượu của tao, rồi nó ôm cả đống tiền chạy mất. Tao tìm nó cả tuần nay mà không được. Mày chịu thua nó sao? Đừng hòng. Nó chạy đàng trời cũng không thoát đâu. Mình cứ kiếm nó đi. Mày chơi tới đi, có tụi tao mà. Mày cứ yên tâm đi, tụi tao tính đẹp đó cho. Ừ. Tụi bay hứa giúp tao nha. 15 ngàn. Tao chỉ lấy một nửa. Alo. Huy hả? Minh nè. Sao lâu rồi không thấy Minh vậy? Huy rảnh không? Xuống lớp, mình chở Huy đi chơi nha. Huy cũng muốn lắm, nhưng đang ôn tập rồi, chắc đi không được đâu. Ô vậy hả? Hẹn Minh bữa khác nha. Nha. Ừ, hẹn Huy bữa khác vậy. Ừ. Tụi bay đến ngay địa điểm giao hàng, tập hợp càng nhiều càng tốt. Ừ. Ừ. Hình như chị Minh gọi. Ừ. Cưng hả? Anh đây. Sao lâu quá anh mới nghe máy? Anh xin lỗi, anh đang kẹt chút chuyện. Em đang lái xe đi dạo nè. Em đi chơi ráng nhớ về sớm. Tối về ăn cơm chung với anh nha. À, khi nào về tới nhà nhớ gọi cho anh nha. Bye. Mày đến ngay địa điểm giao hàng mau. Dạ, đi. Nếu đúng vậy, thằng Quang chết chắc. Và con Minh cũng tiêu đời. Anh hai. Mày phải đánh động để thằng Quang có mặt ở địa điểm giao hàng. Và mọi việc đã bố trí xong xuôi. Tốt. Dạ em biết rồi, em đi nghe anh hai. Cứ vậy mà làm. Em giỏi lắm. Chuyến này em sẽ thưởng cho em. Thôi, xong việc đi. Muốn gì em cũng chiều. Ha. Nhớ nha. Em mặc áo đỏ sẽ rất quyến rũ. Anh ngồi đi. Anh cũng rành về thời trang sao? Chút chút. Nói thật, anh theo em từ cửa hàng mua sắm. Em vào đây anh cũng đi theo anh, định làm như tình cờ, nhưng em thấy anh mất rồi. Anh đi theo em. Đúng. Lần đầu tiên gặp em, anh chợt nghĩ anh rất khó xa em. Mai lúc đó em đi cùng chị Lê. Xin lỗi, mình chỉ nói những gì mình nghĩ thôi. Em biết, nhưng anh đừng đi theo em nữa. Chồng em hay ghen lắm. Điều đó không cấm được anh làm quen với em đâu. Xin chào. Tao không hiểu sao ba tao chiều mày đến như vậy. Mất xe này mày được xe khác, còn đẹp hơn nữa chứ. Vô quán cà phê sang trọng. Ăn mặc đồ hiệu nữa chứ. Đưa chìa khóa đây. Không. Tại sao tao phải đưa chìa khóa cho mày? Tao muốn vậy. Buông ra. Đưa chìa khóa đây. Xe này là của tao. Đưa chìa khóa này cho tao. Tao không đưa.
nhịn bao nhiêu rồi nhá. Chuyện gì vậy? Chuyện gì? Chuyện gì vậy Hồng? Đâu có xe mới. Mày lấy cái xe đó lại cho tao. Không được đâu mày ơi. Tao thấy dân chúng ở đây đông lắm đó mày. Mày lấy không được đâu mày ơi. Nghe lời tao. Đi đi. Đi đi. Đi. Tao nói cho mày biết. Tao sẽ đòi lại tất cả những gì mà mày đã nợ tao. Anh đã bị bắt vì tội buôn bán tàn trữ trái phép vũ khí quốc gia. Chuyến này chỉ có trời mới cứu được nó. Vô, cạn ly. Cuối cùng rồi ngày này cũng tới. Nó bị bắt tại trận cùng tan chứng vật chứng. Thằng Chả vô tù, anh hai cứ việc ngủ thẳng giấc. Má, má, bữa nay con mới thấy má làm mình á. Ba mày bị bắt rồi. Biết rồi. Mà sao kỳ vậy? Tự nhiên bữa nay má lại quan tâm tới mấy chuyện này vậy? Không còn tình thì cũng còn nghĩa chứ con. À, thôi má đi ngủ đi. Con mà nghe mấy chuyện tình cảm nhức đầu lắm. Con đi ngủ trước nghe. Trời ơi, chết con tôi rồi. Con ơi, con ham giàu sang chi cho bây giờ khổ dữ vậy nè con ơi. Kìa, từ từ đã rồi thức. Đừng lo quá ảnh hưởng tới bệnh tim của em đó. Làm sao bây giờ? Anh vào thành phố,
anh đem con về cho em. Anh đem về giùm em đi. Được rồi, anh sẽ cố gắng thu xếp đi liền. Minh, Quyên, Quyên ngồi đi. Quyên mấy ngày nay bận học suốt, sáng nay đọc báo mới biết, nên Quyên chạy đến đây liền. Mọi việc sao rồi? Mình cũng có biết gì đâu. Sáng nay lúc đọc báo thì mình cũng chỉ biết vậy thôi. Bây giờ mình tính sao? Mình biết tính sao bây giờ? Lỡ mà anh đi tù lâu năm, mình cũng không biết rồi sẽ ra sao nữa. Chào mấy anh. Thôi, vô đây, vô đây. Hai em ra ngoài chút đi. Chào. Chào. Vào đây. Dạ. Vô. Dạ, vô một cái. Vụ thằng Quang vừa rồi, công lớn thuộc về chú. Thằng cha quan đợt này á, em tính mà tệ tệ nhất cũng phải gỡ 20 cuốn ở trong tù. Anh yên tâm đi, chuyến này là anh làm ăn, không có sợ ai mà làm kỳ đà cản mũi anh nữa. Cảm ơn chú mày đã giúp anh rất nhiều trong thời gian qua. Rồi, đây là phần của chú mày. Anh không cho em làm ăn chung với anh nữa hả? Chú mày đừng nói vậy. Chú mày cứ cầm lấy đi. Đây là phần của chú mày. Tao cũng phải giải nghề. Làm cái nghề thì nguy hiểm quá. Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra vậy? Cạn tàu ráo máng, ăn cháo đá bát. Ai đá bát, ai cạn tàu ráo máng? Không phải em chứ? Má nó, thằng chó lý chứ ai. Anh có làm không? Làm sao có chuyện đó được? Nó vừa kêu anh tới, quăng tàu xét vô mặt anh. Em không hiểu, làm sao mà có chuyện đó được? Vụ vừa rồi công anh lớn nhất, ông Lý chia đậm cho anh là phải. Trời đất, có vậy mà cũng không hiểu nữa. Nó muốn cắt đứt, không cho anh làm ăn với nó. Vậy đó hả? Làm sao có chuyện đó được? Bây giờ ý chả là sao? Chả nói thôi sợ rồi, giải nghệ luôn. Má nó làm như mình là con nít. Biết đâu chả nói thiệt, dạo này làm nghề này dễ chết lắm. Chỉ có em là ngây thơ, cứ như con thiêu thân vậy, biết chết cứ lao vào mãi. Mình à, đi rửa mặt cho tỉnh táo rồi ráng ăn miếng cơm đi con.
Anh có sao không gì? Chơi với thằng Khôi như chơi với lửa. Mình không dứt khoát, có ngày cũng chết vì nó. Thằng Khôi là thằng hai mặt, nhưng mà em nghĩ mình cũng có thể sử dụng nó được anh à. Thôi, không nói chuyện đó nữa. Anh có những nguyên tắc làm việc của riêng mình. Nói chuyện tụi mình đi. Chuyện gì? Chuyện này nè. Bỏ nó sớm vậy, không sợ nó sẽ trả thù sao? Thằng đó đơn giản nó là con dê cụ, bất tài vô tướng, làm gì dám trả thù ai. Phải cảnh giác. Ừ, cảnh giác với tâm thần bốc lửa này hả? Em cũng không biết làm gì nữa. Mấy bữa rồi em như người mất hồn. Em cũng không biết phải hỏi ai. Thật tình thì anh Hoàng có tội không chị? Nếu đứng như báo đưa tin thì tội của Hoàng nặng lắm. Họ nói anh ấy buôn lậu đồ cổ và ăn cắp nữa. Có đúng vậy không hả chị? Buôn lậu là chắc chắn có, nhưng mà ăn cắp thì chị không biết. Nhưng mà mấy cái đồ cổ quý hiếm đó không ăn cắp thì lấy đâu ra? Nỡ họ làm ảnh với ai? Chị cũng hy vọng là như vậy, nhưng mà tang chứng vật chứng rõ ràng khó lắm. Giờ mình phải tính cách khác thôi. Cách gì hả chị? Thì phải chạy thôi, chứ ngồi đó chờ họ thả thì còn khuya. Chạy sao hả chị? Chuyện này khó nói lắm. Chị nói ra lỡ em nói lung tung thì sao? Thương em chị mới nói vậy, chứ người khác thì đừng có học. Chị có anh bạn chạy án giỏi lắm, ảnh mà giúp thì mọi chuyện sẽ trót lọt. Nhanh thì một tháng, chậm thì dài ba tháng, anh Hoàng sẽ ra liền. Thiệt hả chị? Chị nói giúp em nha. Trời đất, chị không giúp em thì giúp ai? Việc nhà đã vậy mà con còn nghiện ngập thì chết luôn. Ráng bỏ đi con. Vì nói thiệt đó, khổ lắm. Tiền bạc tốn kém không nói, mà sức khỏe cũng tiêu luôn. Nếu bỏ được thì con đã bỏ rồi. Bây giờ mà không có nó, con chịu không nổi. Con phải ráng lên chứ con, cố sức thì được chứ gì. Dì nói giống trên báo quá. Con ơi, ngay cả cái nhà này nè, có khi người ta cũng tịch thu nữa đó. Rồi lúc đó con sống làm sao?
Anh ơi, làm ơn cho gặp anh Nguyễn Ngọc Hoang với. Hôm nay đang điều tra ông Hoang, không vô thăm được đâu chị. Anh ơi, làm ơn đi mà. Đã nói hôm nay đang điều tra, không vào thăm được mà. Không gặp được ảnh, làm sao con biết tiền ảnh để đâu? Tiền cậu đưa cho dì đó cũng sắp hết rồi. Xe mày đâu mà mày lại đi bộ? Tao không còn gì để cho mày lấy nữa đâu. À, hóa ra là mày vẫn chưa biết à. Ủa, hay là mày giả bộ ngay thôi? Tính lừa tao hả? Cô cũng nói thiệt đó. Bây giờ khổ lắm cô. Bà im, bà im. Tụi bay, đưa bà già này ra. Trời ơi, mày làm gì vậy? Buông ra, buông. Mày có biết lý do gì sao ba tao phải vô tù không? Tao la làng bây giờ. Vì mày đó. Đồ chó. Làm gì mà mày nhìn tao? Hả? Trời ơi! Sao mày nhìn tao à? Hoàng Ngọc! Giết người! Mày buông tao ra! Buông ra! Khá lắm. Tụi bay, giữ nó lại cho tao. Trời ơi, bỏ người ta. Đi mày, trời ơi, có ai đâu cứu được. Ăn cứu hết chết rồi. Trời ơi, có ai đâu. Quay xuống mày. Mày chết, mày chết. Mày bỏ người ta. Bỏ người ta. Bà làm gì mà bà la? Hả? Ông ra tao được. Ông làm tụi bay giết ta sao? Bỏ người ta! Bỏ người ta! Nguyễn Bách! Hết sợ mày rồi! Đi mày! Là cái gì vậy? Đi tụi bay! Buông ta! Chị tới lâu chưa? Trước em chút xíu thôi. Nhìn em xanh lắm. Đừng có quá lo lắng. Chuyện đâu còn có đó mà. Em bây giờ rối quá. Hôm rồi em đi thăm anh Hoang ở trại tạm giam, nhưng mà người ta không cho vô. Họ nói là đang thụ lý vụ án, không được phép thăm nuôi gì hết. Dạ chị dùng gì ạ? Nước cam. Dạ. Chị hứa giúp em là chị giúp. Cứ yên tâm về chuyện của chồng em, chị đang liên hệ với người ta. Chuyện đó có chị là em yên tâm rồi. Giờ là chuyện của em. Em không biết làm gì để sống. Vợ của Hoang đồ cổ mà nói vậy. Cả thành phố này người ta cười cho. Tài khoản của anh ấy thì bị phong tỏa, nhà cửa thì bị tịch thu. Em đâu còn gì. Đó chỉ là phần nổi của tảng băng trôi. Còn của chìm nữa chứ. Của chìm? Em không nghe anh nói gì hết. Em thì thơ quá. Thiệt mà, anh ấy không bao giờ giấu em điều gì hết á. Cảm ơn. Em khỏi lo đi. Những món nữ trang mà Hoàng đã mua cho em đó, em có thể sống cả đời. Tiền tỷ đó em à. Minh. Minh khỏe không? Khỏe. Quy lại đây ngủ nước nè. Cả lớp mình á gửi lời thăm Minh đó.
Quy tới gặp Minh để báo từ sau Quy đi Úc. Quy được học bổng du học ở Úc mà. Quy giỏi thiệt đó. Số của Minh mà cũng tại Minh thôi. Minh đừng buồn. Nếu mọi chuyện càng xấu đi thì mình về với má đi học lại. Mình còn trẻ mà. Coi như mình làm lại từ đầu vậy. Mình biết vậy. Nhưng chắc không còn kịp nữa đâu. Ngồi đi em. Đây là anh Chi, người có thể giúp cho em. Còn đây là Minh, hôm bữa trước em nói với anh rồi. Chào em. Chào anh. Cho tôi chai nước suối. À, anh Chi là chỗ thân tình với chị. Có chuyện gì em cứ nói thiệt hết với anh đi, đừng có ngại gì hết cưng. Dạ. Anh có nghiên cứu qua hồ sơ vụ án này và cũng đã thăm dò nội tình. Vụ án này có hai cái khó. Thứ nhất là ông Quang buôn bán đồ cổ, nhưng toàn là đồ quốc bảo. Thứ hai, vụ án có một tình tiết tăng nặng, đó là ông Quang buôn bán đồ cổ xuyên quốc gia. Với những tình tiết này, có thể nói vụ án sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Theo khung hình phạt thì tội này không bị tử hình thì cũng bị tù chung thân. Nặng vậy hả anh? Đúng luật pháp mà. Anh Quang ơi. Nhưng mà đó là chuyện về pháp luật. Còn với anh Chi thì phải khác chứ. Em đừng có lo quá. Tại vì em không chịu cho anh nói hết. Tuy nhiên, nói như thế không có nghĩa là mình chấp nhận những khung hình phạt nói trên. Anh Chi mà đã nhận vụ nào thì dù trời có sập, anh ấy cũng vượt qua được hết. Anh muốn nói hết mọi chuyện cũng chỉ là để cho anh em mình quyết tâm hơn thôi. Dạ. Luật pháp thì bao giờ cũng có khe hở cho những kẻ đi đêm. Nhưng mà vấn đề là anh với chị Lê phải tìm ra khe hở đó để giúp em chứ. Nói vậy thì may cho em quá rồi. Em cảm ơn anh trước nha. Em thật sự cảm ơn mà. Đừng đừng. Em đừng nói như vậy, làm cho anh với chị Lê cảm thấy ngại lắm đó. Mở cửa. Mở cửa. Mở cửa nhanh lên. Để đó. Mở cửa. Mở cửa. Ủa Khôi, anh tưởng em quên anh rồi. Đồ ăn cháo đá bát. Ăn cháo đá bát. Em sai rồi. Thôi về nghỉ đi. Hôm khác anh em mình tâm sự. Không có về. Đồ ăn cháo đá bát. Đồ dắt chanh bỏ vỏ. Ông là đó, thấy chưa? Em đừng nói vậy mà mất anh em. Mất mất cái con khốn nạn. Cháu đó bà, em gạt tao 30 giây thôi mày sẽ biết tay tao.
Tụi bay là ai vậy? Hả? Mày là thằng Khôi phải không? Không lẽ ba mày? Ba mày! Thôi, đi tụi bay. Alo. Hai, anh Chi đây. Lúc xưa Chi đó không? Ừ. Nè, anh đã liên lạc với người ta vào vụ đó cho em. Thiệt hả anh? Được không anh? Nói chung là cũng được, nhưng mà chuyện này không nên nói qua điện thoại. Hả? Ừ, khi nào bên rảnh á, hai anh em mình gặp nhau thì bàn bạc mới kỹ lưỡng hơn được. Dạ, bao chừng nào anh? Được rồi, được rồi. Anh sẽ báo cho em ngày giờ và địa điểm. Nha. Em cảm ơn anh nhiều lắm. À, có gì đâu. Em đừng khách sáo như vậy. Chuyện cần làm thì mình phải làm thôi. Ha. À, vậy nha. Dạ vâng. Em chào anh. Chào anh. À, chào em. Dạ anh dùng gì vậy? Anh ngồi chút xíu anh đi liền. Dạ. Ừ. Anh đã gặp được người quan trọng nhất. Em muốn gặp họ có được không? Người ta không muốn xuất đầu lộ diện đâu, nhưng mà người ta hứa nhất định sẽ làm. Ông nói ông bay từ Hà Nội vô đây vì vụ này đó, nhưng mà trước mắt là phải đưa cho ông ta 100.000 đô. Miễn chồng em ra được, bao nhiêu em cũng không tiếc. Rồi còn gì nữa không anh? Tạm thời là như vậy đã. Có gì anh sẽ liên lạc với em nha. Dạ, mai em sẽ chuyển tiền cho anh nha. Ừ, nhớ đưa tiền chẵn cho nó gọn gọn một tí ha. Ừ. Còn bây giờ anh có công chuyện phải đi gấp. Em về sau nhớ lái xe cẩn thận đó. Anh, em không biết lấy gì để cảm ơn anh. Anh em mình mà nói gì chuyện ơn nghĩa, với lại đã xong việc đâu. Thôi anh về nha. Dạ. Em nhớ về sau không? Gì đi chợ sớm vậy? Trời ơi, bữa nay có khách. Bà Hạnh điện vô nói bữa nay vô đây nè. Thôi, cái gì vậy? Nè, con đem mấy thứ này đi đâu vậy? Con định đem đi bán lấy tiền chạy án cho anh Hoan. Chạy án? Dạ. Mà người ta đòi con bao nhiêu? Người ta đòi con trước mắt phải đưa 100.000. Người này chạy án quen rồi. Trời ơi, quen thì quen nhưng cũng phải chắc ăn nha ông. Bị lừa một cái là khổ lắm luôn á. Người này có vẻ tử tế đàng hoàng lắm. Với lại chị Lê giới thiệu cho con mà. Cô Lê hả? Dạ. Dì nói thiệt nha, dì cũng không tin cô đó lắm á. Sao vậy dì? Trước đây á, cô Lê có quen với ông chủ. Cổ ra vô nhà này thường xuyên, cho nên dì rạch cổ lắm. Bộ hai người có... Cũng không có gì. Mà không hiểu sao lòng dì cứ nghi nghi. Vì mình sợ cổ không thật lòng với mình. Trước đây chị Lê cũng ghét con lắm, nhưng bây giờ thì thương rồi. Với lại mình hoạn nạn như vậy, ai mà không thương. Đây là 100.000 đô. Anh kiểm tra đi. Khỏi, em mà anh còn kiểm tra làm cái gì nữa. Với lại ở đây cũng đông người, mình làm vậy không tiện. Ổng gọi. Alo. Dạ,
Dạ. Dạ, trời ơi, đúng là con của cậu em. Trời ơi, em nói dối em làm chi. Dạ, dạ, dạ. Rồi, 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 một lát em sẽ chạy tới mà. Dạ, cảm ơn anh nha. Dạ. Ông nói vụ này khó. Nếu không phải là bà con của anh á, thì ông không chịu làm đâu. Nhưng mà em yên tâm đi, anh sẽ cố gắng thuyết phục với ổng. Đây là họ hàng của anh. Nhưng mà anh nhắc em một điều nè, em tuyệt đối không được để lộ chuyện này ra. Chuyện này mà lộ ra là em phải chịu trách nhiệm đó nha. Dạ. Yeah. Nè, anh hỏi thiệt, em đã nói chuyện này với ai chưa? Dạ chưa. Thiệt không? Dạ thiệt chứ. Vậy thì tốt rồi. Má, sao khổ vậy hả con? Con ốm đi nhiều đó. Má, con về với má đi con. Con cứ về ở với má con, chừng nào chồng con được thả thì con về lại. Dạ. Yeah. Má, con phải ở lại để lo chuyện của anh Hoan. Nhưng biết không, tội của anh ấy nặng lắm, con không thể bỏ anh lúc này được. Vậy con tính sao? Con đang nhờ một số người thân. Cẩn thận nghe con. Dạ. Yeah. Má không.